xin chào mọi người. Bữa nay mình sẽ tiếp tục làm một video về món ăn, đó chính là nấu xâm lo đu đủ nha. Mời cả nhà cùng theo dõi mình làm như thế nào nha. Canh xâm lo đu đủ là phải có mấy cái rau này các bạn. Đây có rau ngổ nè, rồi lá nhào nè, đu đủ. Còn nữa mà không chưa có đủ đâu quý vị, mà này đi mua không có đủ. Cái này là có đậu bún nữa mới ngon. Rồi chuẩn bị mình đi lặt rau nha các bạn. Đu đủ nha các bạn. Công ty chị có tên như thế là cái này là một nồi chà bá luôn á cả nhà. Này bào mình bào chừa vỏ, mình cái bào hết vỏ nó mới ngon. Bào chừa vỏ mới. Lo ngày đi nha, lo không còn ổn ngày đi nhanh được tại lo không. Lo không nè mà khoan rẻ, khoan để con chú khay rọt rọt cô. Nhân nhân mà chú biết thèm, nhân mà chú mệt nắng. Bình tôi qua phụ huynh anh đang thiền viên, anh đang lật thiền viên đấy bà ngon. Nhưng mẹ rau ngổ, rau ngổ như mọi người. Thôi bay mù mịt đã luôn á. Rau ngổ mình chỉ là lặt lá đi bỏ hết nha các bạn, trong cái bình ngắt khúc khúc. Đi nữa mình phải nhồi cho nó nát chút nha. Đây cắt như ngắt khoảng như đây là vừa. Ngắt khúc nào già mình bỏ. Đây bên tòa bên nhìn chồng bên lật bên thì dừng khe lật cả lật nhỏ lá nhào nè dừng khe cả nhân giò giò cái lùn cái đà cái giò ta lật khác khác hẳn đó mọi người. Đây mình sẽ xé lá nhào gì nè, bỏ cái gân nó chụp xuống nha, có lấy cái này. Xong mình bào bào đu đủ nha các bạn. Xong mình đây bào mỏng mỏng đi nè. Bào xong cái rồi mình đem đi xào sơ lại nha. Sau khi mình bào đu đủ xong rồi nè, rau rửa xong rồi nè. Xong rồi bắt đầu mình chuẩn bị ha, mình chuẩn bị nấu ha. Này có cá nè, cái này là cá trê. Cá trê rồi có mắm nữa nè. Canh này là phải có mắm nha. Có thính nữa. Có thính nữa nè. Thính nè, cái này phải có thính nha. Xong. Rồi trong thời gian chờ đợi mình sẽ bầm xả ớt nha. Bạn lèn lẹ hay chịch lẹ à hay dừng làm thủy hình thế. Lo nó phải miền phốc. Miền phốc, miền trái. Miền phốc, miền trái. Hay nhưng dừng cha,
chạm mà chứ cái này hay thì ôi mọt ôi mọt mình thề bảo gì đặt chỗ lắm lo mình đứng ngồi dừng quay cái tùm phía cái đen như giờ tù chắc là đặt lên năng cái đạo ấy dừng chặt lên chồn thấy dừng bình tọa bên như dừng đặt cái tùng bắt nồi lên cho nó nóng xong mình bỏ dầu vô nghe rồi xong mình để tỏi vô để cho nó thơm lên xong mình sẽ xào ra luôn nha. Đây bỏ đủ đủ vô xào cho nó mềm rau hả bỏ nước vô xong rồi tiếp tục lá nhào với rau nữa quá trời thịt lò luôn ồ mến măng luôn thì chặt lên chỗ này dừng đặt cái từng chỗ dừng cha cha rồi lại quá thành cái da thật nhiều sau khi đã xào xào rau nó mềm xong rồi mình đổ nước vô nghe mọi người cha là bạn ảnh bạn thành thấy gì đặt thịt chồn á đặt thịt chồn thì theo như mọi người mình để nước ít nước nhiều thì theo mình nha mọi người đó đây mình thích nước nhiều mình đổ nước nhiều em chưa chạch lo ở qua hiểu anh tích nên đặt thực trần hơi chạm cái nào thực phú nó dừng chạm đặt trầy cho mình nè bà con đợi sau đợi chừng nào nước nó sôi mình hả bỏ cá vô nghe mọi người đừng nước sôi thì bỏ cá vô thì nó không có tanh. Đây còn cái này là tép nha, tép hồi mình rang mình ăn chấm với canh sâm lo anh em kia đây dừng liền bạn dừng si tập hay lọ đó bọn ồn ôi dồi chia nên chơi là phê luôn á liền kìa anh ấy miền có miền thì có prai miền bột ngọt hay đậm bẩn tích Thank you.
Sau khi chờ đợi nước đã sôi rồi đấy nha các bạn. Thịt phù hơi nó mà gọi là đậu. Bây giờ mình bỏ cá vô nha. Bỏ cá vô. Mình đặt tay cho nó bằng ơn. Nào mặt tay cho anh nhìn xuống là anh dừng bẹt xa cho chị Nguyên. Nói gì kia bên kia à, mình bỏ yên xin bất tỏ phèn lò chà mà bọc tiết tay và chà anh đang dưỡng xong tay là awesome. Ơi tay bàn chà anh á tay bàn chà anh á dừng xong tay chành với nha bọn ồn. Cá đã chín nha, mình vớt cá ra nha. Xong đợi nó nguội xong cái mình lấy xương ra, tách lấy xương ra bỏ vô. Rồi bắt đầu mình bỏ mắm vô nha. Nước đã sôi, mình bỏ mắm vô. Đây, tới công đoạn bỏ mắm nha. Mình canh sao á, mình bỏ sao cái nồi canh của mình nó vừa ăn nha, để thôi nó mặn. Dừng đặt nước nhưng mà là năng lợi dùng cái bên nãy, dừng đặt phốc là mó mới lo. Đây, cái này bạn này. Dừng đặt phốc hơi, dừng đặt Sức rì, dừng trà mình á. Bỏ mắm xong rồi tí mình bỏ sả với ớt, hồi nãy mình bầm á nha. Nè, nó sức rì hay sả với ớt đi. Nãy mình bầm, bây giờ mình bỏ vô. Xong mình quậy lên, khuấy lên cho nó đều á. Lo dừng cô qua lần, lo xem hai tỏ cái gì đặt à nhìn đặt uôn anh em uôn bọc thá mềm tính á bằng uôn bọc thá có chui hiền. Đây cái này thính nè, thính mình làm nhà nghe, làm nhà cho nó thơm hơn, mua ở chợ thì nó có được thơm. Đó. Trời ơi, nó bốc mùi lên, nó thèm quá. Đây, để nhiều chút đi cho nó thơm. Xong xuôi. Còn mình thì mình thích tép mỡ, mình bỏ thêm tép mỡ vô nha. Còn người nào mà không thích thì thôi, bỏ cá thôi. Còn riêng mình thì mình thích tép mỡ, mình bỏ tép mỡ vô cho nó béo. Nhúng cho chạch tên, cho chuốt. Đặt cho là cho ngành. Thôi mà đã kia khác khi mình đặt, nhúng cho chạch cho chuốt, xong đặt cho chuốt cho. Tên nào mình cho chạch đặt tới trái bàn đây. Đó, hai. Thôi không trầy nó không em. Thôi đặt bị chen. Bị chen bột ngọt. Đặt bị chen cho bột ngọt. Để bột ngọt vô. Để ít thôi.
bột ngọt thôi là không cần gì, không có đường nha, không có xài đường nè, canh xâm lo này không có xài đường nha. Lò nó nhìn mình trầu cả bờ sọ đấy, nhưng đặt đi chén lò này, đặt bột ngọt các bạn đấy. Hơi nhìn hơi nó mình đi tới hơi nó nhìn cả bẹt đầy chối nhưng cái đặc trầy bật tốt các bạn nè, nên mà tiền tiền đèn trầy bật tốt các bạn, trầy đấy các bạn. Đây rồi trái cây nha, đặt đây cho đi. Rồi. Là hôn bàn rồi trái. Ôi chui mềm tên. Bị lạc thịt tương thật thà con xin thịt đặt lên ngay chung thế nè nó xin thịt con xin thịt bố đi chờ về cho mời mời cô chú cùng bà cô nó hấp bãi cho mời nhâm đá miền là lỡ không mời cô chú cùng ăn cơm nha mời cả nhà ăn cơm ha con đi canh đu đủ nha. Ngon rồi, cũng thêm tiền ấy.
là không thơm phải một. Đâu ốc chung là số 3 luôn á. Thơm một à, thơm một xin chào thơm ba mà số 3 thơm xin số 1 số 1 cực quả số 1 cực quả chú hẳn biết là số mấy số 2 ngồi quá cả nhà ơi có bác cả nhà đây mà hơn dù xin lỗi luôn đó chẳng ánh cầu mệt liền nhất xin lỗi đất cầu một lúc trộn thằng bọn cũng nhanh theo liền ạ theo liền cửa mị bánh thân tại nữa nữa tại nữa nữa tại anh không nữa ờ tại anh tại nếu con chị rồi vậy lỡ nó hơn con chị xì ơi nghe tại này xì giật chập cỏ nè xì giật chập cỏ nè mày giật chập nhà cô kia không nó đã rồi con trắng nữa tạm dừng tại đây nghe cả nhà. Nếu thấy hay mọi người hãy đăng ký kênh và hãy like, hãy chia sẻ giùm mình nha. Rồi bye bye các bạn. Ôi ăn mà bye bye. Bye bye các bạn nha. Bye bye.